nhìn thấy. Cô vẫn nhớ mỗi ngày ngồi chống cằm hồi lâu bên tách cà phê, nhìn anh đang chăm chú đọc sách. Đó là khi vừa mới tốt nghiệp đại học, hai người trẻ với hạnh phúc và những khát khao xa xôi, những ước mơ to lớn, xăm xăm muốn lao ra thế giới rộng lớn kia mà vẫy vùng. Đó là khi anh và cô vẫn còn là hai đứa bạn thân thiết. Cô vốn chẳng tin vào sự tồn tại tình bạn giữa hai người khác giới, vì cô thầm yêu anh. Gần 5 năm kể từ ngày anh biến mất khỏi thế giới nhỏ bé và tầm thường của cô, cô sống như một con rùa ngốc nghếch, chỉ âm thầm chịu đựng những nỗi đau như lưỡi dao cứa lên trái tim yếu mềm. Tình yêu đối với cô thật sự giản đơn, chỉ vậy thôi, chỉ chờ đợi và chờ đợi. Có lẽ cô tin sẽ có ngày anh tìm về với cô. Cô vẫn sẽ chờ một ngày như thế. Vậy mà khi ngày mà cô vẫn chờ đợi bấy lâu đến, cô lại thấy không vui. Phải, hôm nay cô đã gặp anh. Anh cứ như một cơn mưa rào, khi trước biến mất đột ngột, giờ thì lại xuất hiện mà chẳng báo trước, khiến trái tim cô chẳng hiểu nổi rốt cuộc mình đang chờ đợi điều gì. Anh quay về khiến cô nhớ lại những ký ức buồn đau mà cô đã cẩn thận xếp chúng rồi cất đi vào ngăn sâu nhất của trái tim mình. Cô chẳng muốn nhớ lại, vì nhớ lại chỉ càng khiến cô đau thêm mà thôi. Mùa hè năm 17 tuổi, sân thể dục. Cô đang ngồi trên đám cỏ xanh, tay khéo léo đan những bông hoa thành một chiếc vòng xinh xắn, miệng hát vu vơ. Anh từ phía xa chạy lại, ngồi ngay cạnh cô. Mái tóc và áo trắng ướt đẫm vì mồ hôi. Cô quay sang, mỉm cười, nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau đi những giọt mồ hôi trên trán anh. Cô chạm chai nước lạnh trên má anh còn đang nóng rực. Cô bỗng dưng nhìn lên bầu trời, nói đủ cho cả hai người nghe thấy. Cậu đã từng yêu ai chưa? Cậu hỏi lạ quá, tớ không biết nên nói như thế nào nữa. Cậu như thế thì khối người yêu mến vây xung quanh đâu thể hiểu được cái cảm giác thích thầm một người là như thế nào. Cậu thích ai rồi à? Cảm giác thích thầm giống như cậu là một bài kiểm tra. Có người ôn bài, điểm thi sẽ rất cao. Tuy nhiên, cũng có những người thức nhiều đêm để ôn bài, nhưng rồi có thể kết quả sẽ chẳng như ý muốn. Ý cậu là... Là khi cậu thích thầm một người khác, cậu phải sẵn sàng hy sinh. Vì khả năng cao là kết quả nhận lại từ người đó sẽ không bao giờ xứng đáng với những thứ cậu phải hy sinh vì họ cả. Anh ngẩn ngơ nhìn cô, ánh mắt khó hiểu. Cô chỉ mỉm cười. Cô luôn thích làm anh khó hiểu như thế mà. Cô mơ màng choàng dậy sau giấc ngủ trưa. Hôm nay cô được nghỉ làm. Mẹ ơi, có ai đến tìm mẹ này? Nhanh lên mẹ ơi. Tiếng bé Trà gọi cô. Cô đi vội đôi dép rồi bước ra ngoài. Bé Trà bế con mèo đứng ở cửa. Cô ngẩng mặt lên. Vẫn khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, nhìn cô một cách khó hiểu. Anh nở nụ cười gượng gạo, không tự nhiên. Chẳng hiểu sao anh tìm được địa chỉ nhà cô. Cô lấy hết dũng khí, mỉm cười chào anh như một người bạn lâu rồi mới gặp lại. Nhưng chẳng hiểu sao, cô chẳng nói nên lời. Không khí ngột ngạt như bóp lấy trái tim cô. Cô biết phải đối mặt với anh thế nào bây giờ. Hai người chỉ đứng nhìn nhau như thế, chẳng nói một lời. Tay cô vẫn còn run lên sau trận ốm tối qua. Mẹ, mời chú ấy vào nhà đi, sao cứ đứng mãi thế? Con bé kéo tay cô, làm cô giật mình nhớ ra.
Họ đã đứng như thế mấy phút đồng hồ. Cô mời anh vào nhà và đi vào bếp pha nước. Lâu rồi không gặp, cậu dạo này thế nào rồi? À, cuộc sống cũng tạm ổn. Ở cái chốn đô thị này cũng kiếm được miếng cơm manh áo, đủ sống qua ngày cũng coi là khá rồi. Anh trầm ngâm một hồi như đang suy nghĩ điều gì. Con của cậu à, bé đáng yêu thật. Thế là toại nguyện rồi nhá. Ngày xưa cậu bảo thích trẻ con, nhất là con gái còn gì. Cô vừa bê khay trà, vừa ậm ừ trước câu hỏi của anh. Cô cũng chẳng biết nên trả lời thế nào nữa. Con mèo trên tay trà nhảy phịch xuống đất, chạy lại nghịch ngợm với bàn chân anh. Anh thích thú gãi đầu nó. Bé trà chạy lại ôm nó. Mèo, lần sau em không được hư với khách như thế nghe chưa? Cô nhìn anh, hai người nhìn nhau. Anh mỉm cười. Có một cảm giác quen thuộc len lỏi trong suy nghĩ của anh. Hồi còn 8 tuổi, hôm đó anh mang chậu tóc tiên sang nhà cô chơi để khoe thành quả một tháng tự tay chăm sóc với đầy hoa màu hồng rực rỡ. Nào ngờ trong lúc cả hai đang ham chơi ngoài vườn, Tuyết, một con mèo với bộ lông trắng muốt của cô đã cào nát tươm hết cả chậu hoa của anh. Anh lúc đó còn là một đứa trẻ, thấy thế thì chỉ biết bật khóc. Tay vẫn ôm lấy chậu hoa đã tan nát như tiếc lắm. Cô tức giận đùng đùng ôm Tuyết trên tay ra sức mắng. Mèo, sao em hư với bạn của chị thế? Lần sau sẽ không ai chơi với em nữa đâu. Còn hư nữa chị sẽ để em nhịn đói mấy ngày đấy. Hư quá. Tuyết cúi đầu xuống như một đứa trẻ phải chịu phạt. Anh biết cô quý mèo lắm, quý Tuyết lắm, nên nín khóc và bỏ qua luôn chuyện đó. Một buổi tối mùa hè, mặt đất vẫn còn mùi ẩm ướt, ngai ngái sau cơn mưa hồi chiều, không khí dịu mát. Những sự việc gần đây khiến cuộc sống của cô ít nhiều bị đảo lộn, nhất là sự xuất hiện của anh. Công ty cô đang nhận thêm dự án mới, đồng nghĩa với việc nhân viên phải tăng ca nhiều lên. Cô cũng nằm trong số đó. Hôm nay cô phải tăng ca, gần nửa đêm cô mới ra khỏi văn phòng. Chiều nay cô đã gửi bé trà sang nhà chị Sen. Chắc giờ nó vui lắm vì cả chiều nay được chơi với Tuấn, con trai của chị. Hai đứa nó làm cô nhớ về cô và anh hồi còn nhỏ. Chẳng mấy khi có dịp đi dạo vào thời gian này. Về khuya những đường phố vẫn ồn ào náo nhiệt. Có lẽ thành phố sống cả về đêm. Cô ngước lên những ngọn đèn đường sáng lóa, những tòa nhà cao chạm tới làn mây. Ánh đèn điện hắt ra từ cửa kính. Tất thảy đều khác xa so với cuộc sống mà cô từng tưởng tượng. Cô thích một cuộc sống nhàn nhã, bình yên, chứ không phải xô bồ vội vã thế này. Cô nhìn thấy anh từ ô cửa sổ của một quán rượu. Cô định ngó lơ, nhưng thấy anh say khướt nằm gục trên bàn. Cảnh ấy thật khiến cô dễ mềm lòng. Cô đi vào, ngồi ngay đối diện anh. Trong quán chẳng còn ai, chỉ mình anh ngồi bên những chai rượu hết vương vãi trên bàn. Mặt anh đỏ bừng, anh không còn tỉnh táo nữa. Thấy cô, anh mỉm cười. Nụ cười của anh, có vài chục hay cả trăm năm sau, cô vẫn chẳng thể nào quên được. Cậu đừng uống nhiều rượu nữa, không tốt đâu. Em vẫn còn lo lắng cho anh cơ à? Anh nhớ ngày xưa anh buồn, anh uống bia, em sẽ uống cùng anh, chứ đâu phải ngăn cản anh như thế này. Em thay đổi nhiều quá, em không còn như xưa rồi. Đó là ngày xưa, bây giờ khác rồi, cậu cũng lớn rồi. Đâu thể lúc nào cũng cần một người quan tâm lo lắng chứ. Hãy tự lo cho bản thân của mình đi. Anh muốn mãi là đứa trẻ nhỏ để được em quan tâm như ngày xưa cơ. Đừng nói linh tinh nữa. Cậu lớn rồi, tôi cũng có con rồi. Đừng quên ngày xưa chúng ta đã hứa nhất định lớn lên phải thật hạnh phúc. Bây giờ tôi đã có cuộc sống hạnh phúc rồi, giờ cậu cũng nên hạnh phúc đi chứ. Cô vừa nói, tim cô như bị bóp nghẹt lại. Cô cố gắng kìm những giọt nước mắt
đang chực chờ trên bờ mi. Tại sao? Tại sao đến khi tôi nhận ra tôi yêu em, tôi từ Mỹ quay trở về đây tìm em, thì em lại không chờ tôi? Em lại lấy chồng và có một đứa con rồi. Tại sao? Ngày xưa em nói cảm giác thích thầm một ai đó giống như làm bài kiểm tra mà. Tôi đã trải qua cả ngàn bài kiểm tra mà khi đứng trước em, tôi vẫn đau đớn như vậy. Cô thấy vị mặn chát trên môi. Cô thở dài, lấy tay quệt đi giọt nước mắt còn lã chã trên hai gò má ửng đỏ lên vì hơi rượu. Cô uống rượu cùng anh. Cô dốc một lần hết 1/3 chai vào mồm, rồi nuốt như nuốt hết những cam chịu, những đau đớn mà gần 5 năm anh đi, cô phải trải qua. Rốt cuộc tình cảm giữa hai người là gì? Cô cũng không rõ, nó cứ mập mờ, cô cũng không chịu thấu hiểu lòng mình. Cô đặt mạnh chai rượu xuống bàn, rồi thì thầm vào tai anh. Xin lỗi cậu, quá muộn rồi. Tôi đã có được hạnh phúc mà mình muốn. Cảm ơn cậu đã cùng tôi đi trên đoạn đường đó. Đoạn đường còn lại, hãy để tôi cùng chồng và con của mình bước tiếp. Cô vừa nói, nước mắt ào ào rơi trên má, lăn xuống tai anh. Đừng đi mà, tôi yêu em nhiều lắm. Tôi đã thầm yêu em từ rất lâu rồi. Anh mặc kệ cô cứ vùng bước đi. Anh níu lấy đôi tay lạnh buốt của cô. Anh đứng dậy ôm lấy cô vào lòng. Anh muốn được sống lại những khi còn ở bên cô. Kể cả dưới danh nghĩa là bạn, anh cũng sẽ vẫn muốn là một đứa trẻ con để được cô quan tâm, lo lắng. Anh hôn lên trán cô. Cô đẩy anh ngã xuống chiếc ghế đó. Cô đang khóc. Bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ, lạnh lùng. Nhưng thâm tâm cô lại phần nào chấp nhận tình yêu của anh. Cô nhếch mép. Tôi cũng đã từng rất thích cậu. Đúng, cảm giác khi làm bài kiểm tra còn thua xa so với những gì tôi phải chịu đựng trong những quãng thời gian vừa qua. Tôi đã từng quan tâm, lo lắng cho cậu như thế. Rồi cậu trả lại tôi những gì? Cậu đột nhiên biến mất không một lời tạm biệt, để lại tôi đau đớn một mình cùng niềm tin rằng một ngày mai, khi trời sáng, cậu sẽ lại chạy đến tìm tôi. Sẽ quay về cạnh bên tôi. Rồi sao? Tôi đã sống với niềm tin đó gần 5 năm. Cậu biết cuộc sống của tôi khó khăn thế nào không? Hằng đêm tôi vẫn tự dày vò bản thân rằng đã làm điều gì sai để cậu bỏ đi không một lời như thế. Cậu biết cậu quá đáng lắm không? Lúc này cô không hề khóc. Cô chỉ cười. Cười vì mình đã từng yêu điên cuồng, ngu ngốc, tin tưởng anh, để rồi phải chờ đợi suốt gần 5 năm, chỉ để nhận lấy câu hỏi tỉnh bơ. Lâu rồi không gặp, cậu dạo này thế nào rồi? Chờ đợi sao? Em chờ đợi tôi sao? Em đã lấy một người đàn ông khác, rồi có con kìa. Em có chờ đợi tôi đâu. Cô im lặng hồi lâu như đang suy nghĩ điều gì. Đúng, tôi đã chờ đợi cậu gần 5 năm đấy. Tôi đã bỏ ra 5 năm tuổi trẻ nồng nhiệt và hoài bão để nuôi đứa con của cậu đấy. Bất ngờ lắm, đúng không? Anh lặng im nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, rồi dần dần nghĩ ngợi như hiểu ra điều gì. Cậu có biết tên nó là gì không? Là Trà đấy. Cô bật cười trong đau khổ. Cô còn ngốc tới nỗi đặt tên nó theo một loài hoa mà anh yêu thích, rồi cả cuốn sách mà anh yêu thích nhất, Trà Hoa Nữ nữa. Có phải cái đêm mà chúng ta đều uống say sau lễ tốt nghiệp không? Cô nhìn ra bên ngoài không nói gì cả. Không khí xung quanh thật ngột ngạt. Có lẽ khoảnh khắc này nói câu gì cũng đều vô lý. Nhưng em phải hiểu cho anh lý do hôm đó anh phải đi nước ngoài du học vì bố mẹ anh. Vì lúc đó anh chỉ là một thằng ăn bám bố mẹ, chẳng có gì trong tay cả. Anh cũng đâu biết chúng ta có con. Cô nghiêng người tát anh một cái. Tay cô run run. Cô thấy lòng mình đau đớn. Tôi hiểu cho anh thì ai hiểu cho tôi đây? Một mình nuôi con, một mình chịu đựng sự cô đơn. Tôi không báo cho anh rằng chúng ta có con, chẳng phải vì sự nghiệp của anh hay sao?
Anh sai rồi, hãy để anh được bù đắp cho em. Cô thấy mặn chát trên đầu lưỡi, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô chạy đi. Trời mưa to, cô thầm cảm ơn ông trời. Trời mưa, cô sẽ không bị mọi người xung quanh để ý rằng cô đang khóc. Gió tạt vào mặt cô lạnh buốt, chân cô nhấc lên. Chạy vô thức về phía trước, cô không còn cảm nhận gì cả, chỉ thấy đau nơi trái tim thôi. Cô dừng lại, không chạy nữa. Từ đầu tới chân cô đều bị bao phủ bởi làn nước trong suốt. Cô đưa tay ra hứng lấy những giọt mưa. Hóa ra gần 5 năm qua, cô chỉ chờ đợi một cái kết này hay sao? Cô dừng lại, không phải vì không thể chạy nữa, mà cô cho phép mình được tin anh và mạnh mẽ trước anh một lần. Để rồi bây giờ lại yếu đuối chờ đợi vòng tay ấm áp của anh. Cô đoán đúng, cô quay lưng lại phía sau. Anh chạy lại, ôm cô vào lòng. Nước mưa khiến mắt cô không mở nổi, nhưng cô cảm nhận được hơi ấm và nụ cười của anh. Anh ôm lấy cô dưới trời mưa, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc ướt sũng. Đôi mắt thanh tú của cô mở đôi mắt ra, mỉm cười. Hãy để anh được yêu em thêm một lần nữa. Trái tim hai người hòa vào nhau. Trời vẫn cứ mưa. Cuối cùng cô cũng biết điều mà thực ra cô vẫn chờ đợi suốt 5 năm vừa qua là gì. Dù ở đâu, dù có cách trở, ngược xuôi, ngang dọc, chẳng phải cuối cùng thì hai người vẫn sẽ quay về bên nhau sao? Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn Để Anh Yêu Em Lần Nữa của tác giả Ám Dạ La. Tiếp theo chương trình, mời bạn lắng nghe lá thư tâm sự. Lá thư Mình Yêu Lại Từ Đầu Được Không Anh, tác giả Hòa Khỉ. Mình yêu lại từ đầu được không anh? Đã nhiều hơn một lần em muốn nói với anh như vậy. Hơn một lần, bởi em chẳng thể nào đếm hết được, nhớ hết được những suy nghĩ ấy trong đầu em. Mọi thứ dường như vẫn luôn thường trực trong em, những nhớ nhung, hạnh phúc. Mình yêu lại từ đầu được không anh? Cứ yêu nhau như ngày xưa ấy. Cái ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, anh thì hiền lành như một chú cừu, còn em đanh đá như một con sói xám vậy. Bắt nạt anh đến tội. Học cùng một lớp, ngồi chung một bàn, anh là lớp trưởng nhưng luôn bị thần dân là em quấy nhiễu và gây sự. Và rồi chẳng biết từ lúc nào, tình yêu đến như định mệnh. Chẳng có những ngày anh theo đuổi em như đám bạn bè xung quanh. Chẳng có những chiều lãng mạn dạo khắp phố phường. Chẳng có những lần em nũng nịu để anh dỗ dành yêu chiều. Thay vào đó là những lần anh ngần ngại chạy theo em, trốn cô giáo chủ nhiệm trong giờ sinh hoạt. Bởi vì chẳng có lớp trưởng nào lại đi giấu giếm cái tội bùng tiết của bạn học như anh chứ. Anh âm thầm thay em chép bài, hay lại cho em nhìn lén trong tiết kiểm tra, hay lại đi học thật sớm để thay em làm trực nhật. Yêu anh, em là con sói xám, còn anh là con cừu non hiền lành, thật thà. Nhưng anh chẳng hề than thở hay trách mắng em. Anh vẫn lại âm thầm chịu đựng thói đành hay nghịch ngợm của em. Anh lặng lẽ đi bên cạnh em suốt đoạn đường những hôm em giận dỗi. Mình yêu lại từ đầu được không anh? Hãy cứ yêu nhau như ngày xưa ấy, ngày mà anh và em nhiều ngây thơ vụng dại, chỉ biết trao yêu thương qua cái nắm tay thật vội, rồi lại cuống cuồng buông tay ngại ngùng. Yêu anh, em chấp nhận ngồi hàng giờ chờ anh chơi bóng, chỉ để ngắm bóng lưng anh ướt đẫm mồ hôi sau những pha vào bóng kịch tính. Sau mỗi buổi tập, em ngồi dựa vào vai anh, lặng lẽ lắng nghe tiếng không gian đang quay đều quanh chúng ta, nhẹ nhàng như tình yêu em dành cho anh. Nhưng tình yêu ấy sẽ vĩnh cửu như thời gian vậy. Mình yêu lại từ đầu được không anh? Đã qua những đổ vỡ, mới thấy quý giá biết bao những tháng ngày hạnh phúc ấy. Em biết đâu là hạnh phúc đích thực của đời mình, là bến đỗ bình yên luôn chờ đợi em dù thế nào đi nữa. Tình yêu có vui, có buồn, có khổ đau, có hạnh phúc, có giận dỗi vu vơ. Để rồi sau những giận dỗi vô cớ ấy, em chợt buông tay mình.
bỏ mặc anh với ánh mắt ngỡ ngàng khó hiểu, bỏ mặc anh với những cảm xúc chưa kịp nói thành lời. Và em cũng bỏ mặc luôn tình yêu trong em luôn hiện hữu. Mình yêu lại từ đầu được không anh? Biết bao lần đi qua con đường ấy, biết bao lần em ao ước được gặp lại dáng hình quen thuộc vẫn đợi em như ngày xưa. Biết bao lần em muốn níu tay nắm vội, nhưng rồi khoảng không trước mắt khiến em bừng tỉnh. Em chẳng sợ cô đơn đâu anh ạ, nhưng em sợ cảm giác trống vắng khi chẳng còn anh. Niềm vui ấy chẳng thể sẻ chia cùng ai, chẳng thể tựa vào vai anh mỗi khi buồn như ngày xưa ấy nữa. Mình yêu lại từ đầu được không anh? Sẽ chẳng còn những hờn dỗi hay trách móc, chẳng còn những buồn phiền hay lo toan, chỉ yêu là yêu thôi. Mình sẽ yêu lại từ đầu được không anh? Bởi vì ai chẳng có những lỗi lầm, bởi vì yêu, vì tin, vì lo sợ những yêu thương ấy sẽ mất đi. Vì đó là yêu, là chấp nhận, tha thứ những lỗi lầm của nhau, để cả hai cùng nhìn về một hướng. Anh à, mình sẽ yêu lại từ đầu nhé. Bạn thân mến, theo bạn thì hôn nhân có phải là cái kết viên mãn nhất cho một mối tình? Chỉ yêu thôi mà không cưới được không? Đó là câu hỏi mà nhiều cô gái trẻ đang băn khoăn. Ai mà không muốn được chung sống hạnh phúc trọn đời bên người mình yêu? Nhưng mà hôn nhân đâu có đơn giản như vậy. Chuyện mẹ chồng, nàng dâu, chuyện cơm áo gạo tiền, rồi những cuộc hôn nhân đổ vỡ nhan nhản ngay trước mắt. Khi ấy có khi hôn nhân còn là nấm mồ chôn cất tình yêu. Mở đầu chương trình của tuần này, mời bạn lắng nghe tâm sự Chỉ yêu mà không cưới có được không? Tác giả Diệp Tình Y. Đó là một buổi sáng đầu mùa, cơn mưa bất chợt ghé đến từ lúc nào không hay. Cả đêm hôm qua, tôi đã không thể yên giấc vì những dòng suy nghĩ cứ chạy tứ tung khắp tâm trí. Tôi có một người bạn học cũ, đã lâu rồi không còn liên lạc. Cho đến một ngày, tôi tìm thấy người bạn đó trên Facebook. Người bạn đó đã lấy chồng, và giờ thì cả hai đã đường ai nấy đi, dù đã cùng nhau có một đứa con. Trên dòng thời gian, bạn ấy hầu như chỉ là những dòng trạng thái buồn bã, than trách người đàn ông phụ tình. Cũng mới gần đây thôi, người bạn thân nhất của tôi cũng mới sinh đứa con đầu lòng. Kể từ ngày bạn ấy bước vào ngưỡng cửa hôn nhân, mọi thứ dường như bắt đầu thay đổi. Có lẽ bởi hôn nhân và tình yêu là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Dù cho hôn nhân luôn là điểm đích mà mọi cặp đôi đang yêu nhau đều hướng tới. Yêu thì phải cưới thôi. Đó là điều mà những ai đang yêu thường hay nói với tôi. Tôi nghĩ điều đó đúng, nhưng đâu phải hôn nhân lúc nào cũng là một cái kết đẹp cho tình yêu. Sau khi chứng kiến những cuộc hôn nhân đổ vỡ của khá nhiều người quanh mình, thì bản thân tôi chợt nghĩ, hôn nhân có khác nào nơi để chôn vùi tình yêu đâu. Tình yêu chỉ đẹp khi cả hai chưa bước chung vào một mái nhà. Còn một khi đã lấy nhau rồi thì sẽ không còn thời gian để mà vun đắp tình yêu, bởi khi đó sẽ có muôn vàn chuyện phải lo. Người bạn thân của tôi nói với tôi như thế. Cô ấy có một tình yêu thật đẹp mà bao người mơ ước. Thế nhưng đến khi kết hôn, cô ấy mới nhận ra rằng hôn nhân không hề như những gì người ta vẫn tưởng tượng. Nó khác xa và thậm chí cô thấy mình không hạnh phúc. Khi yêu là chuyện của hai người, có thể ngọt ngào, nồng thắm hay hờn ghen, buồn khổ. Nhưng khi đã cưới nhau thì đó là chuyện liên quan đến nhiều người, nhiều thế hệ của gia đình đôi bên. Bất cứ khi có chuyện gì, dù chỉ là hờn ghen nhỏ nhặt cũng sẽ ảnh hưởng đến nhiều người. Với một cô nàng thích sự tự do phóng khoáng như tôi thì việc cưới xin thực sự chẳng khác nào một chiếc còng số 8 vô hình. Tôi thường nghe nhiều về những câu chuyện mẹ chồng, nàng dâu. Điều ấy khiến tôi chỉ muốn khép mình lại với hôn nhân, mà chỉ muốn bay bổng với tình yêu thôi. Hay mình cưới nhau đi. Anh dạo gần đây hay gợi nhắc về chuyện ấy, có vẻ như ở cái ngưỡng lưng chừng của tình yêu, khi mà chúng tôi không còn yêu nhau một cách mãnh liệt đến bất chấp tất cả nữa, mà chỉ có thể trao nhau sự bình yên, thì nó lại khiến con người ta bất an. Giống như bản thân đang đứng giữa một quả đồi,
chỉ cần sơ sẩy chút là sẽ tuột dốc không phanh. Nhất là khi bây giờ vì cả hai đều bận rộn nên có ít thời gian dành cho nhau. Tôi hiểu vì sao anh lại nói về chuyện đó. Chính tôi cũng có đôi lần nghĩ đến việc tiến tới hôn nhân, nghĩ đến cái viễn cảnh sẽ khoác lên mình chiếc váy cưới. Đó là viễn cảnh mà mọi cô gái đều mơ ước. Nhưng để thực hiện ngay thời điểm này là còn quá sớm. Nhưng chúng tôi chỉ mới 22 tuổi, còn quá trẻ để nói về hôn nhân. Ngay từ đầu khi mới yêu, chúng tôi đều đã nói rõ quan điểm với nhau và cũng nhận được sự đồng tình từ hai phía. Sẽ chỉ nghĩ đến hôn nhân khi cả hai ít nhất đã qua tuổi 25. Bầu trời trắng xóa một màu mưa khiến cho niềm nhớ trong tôi dâng lên đầy mãnh liệt. Đôi khi chính niềm nhớ ấy khiến cho tôi đôi lần muốn cùng người tôi yêu bước đến hôn nhân. Chỉ là dù có sao đi chăng nữa thì chỉ dừng ở mức yêu vẫn là mức an toàn nhất cho cả hai bây giờ. Tôi thoáng nghe tiếng gào thét từ con tim. Tôi hiểu vì sao lại thế. Nhiều lần trái tim tôi cứ thủ thỉ rằng hãy cưới nhau đi. Và rồi lý trí lại níu hết những điều đó. Sau cùng chỉ còn lại ngổn ngang niềm thương nhớ và nỗi sợ tình yêu lụi tàn. Hôn nhân không phải là phép thử tốt cho tình yêu. Đừng cưới chỉ vì yêu nhau thôi. Tôi nhìn về phía xa và trong mơ hồ thoáng nhớ lại lời mà người bạn thân từng nói với mình. Mưa rả rích rơi xuống làm lòng ngổn ngang những ưu phiền. Ở cái tuổi 22, cha mẹ bắt đầu thúc giục tôi về chuyện cưới xin. Mặc dù ở cái tuổi này tôi thấy mình còn đang quá trẻ. Có thể cha mẹ tôi cứ nhắc hoài là bởi xung quanh tôi hầu như ai cũng lập gia đình sớm. Có những người còn rất trẻ, chỉ mới 16 tuổi, chỉ vì tiếng gọi của trái tim mà bước tới hôn nhân. Cũng chính từ đó họ chôn vùi chính tuổi trẻ của mình. Hôn nhân đôi khi lại chính là một nấm mồ chôn cất tình yêu. Rất nhiều người than vãn rằng khi cưới rồi, họ không còn tìm thấy được niềm yêu trong nhau nữa. Đến chiều, trời đã ngớt hẳn cơn mưa. Tôi khoác trên mình chiếc áo mang màu yêu thương. Đi dọc quanh con đường nhỏ, rồi tạt vào một quán cà phê. Anh từ lúc nào đã ngồi ngay ngắn ở vị trí mà chúng tôi hay chọn ngồi. Trước mắt anh, ly cà phê còn nghi ngút khói phả vào không gian. Giai điệu của ca khúc "While Your Lips Are Still Red" vang lên, khiến cho con tim tôi như có chút nắng hồng mới chạm tới. Tôi gọi một ly cà phê sữa. Đó là thức uống mà tôi thích. Vị đắng hòa cùng với vị ngọt giống hệt với hương vị của tình yêu. Và tôi thích điều đó. Nếu chúng ta sẽ chỉ dừng lại ở mức yêu mà không tiến tới hôn nhân thì sao? Nghe có vẻ thú vị đó. Nhưng em chắc chắn rằng anh sẽ không vui về điều ấy. Đương nhiên, chẳng có ai yêu một ai đó mà lại không muốn sau này sẽ tiến tới hôn nhân. Chúng ta sẽ kết hôn ở một thời điểm nào đó trong tương lai khi cả hai đã sẵn sàng. Có lẽ. Tình yêu của chúng tôi như con thuyền lên đên giữa dòng. Đôi khi chỉ muốn tấp vào bờ để tránh dòng bão. Chỉ là tôi nghĩ nếu có tấp vào bờ rồi liệu rằng có an toàn? Có lẽ là không. Bởi rõ ràng có rất nhiều con thuyền tấp vào bờ rồi cũng bị dông bão tạt qua đến hoang tàn. Không gian giữa chúng tôi lặng im đến lạ thường. Tôi với anh chỉ nhìn nhau mà không nói lời nào, cho đến khi ly cà phê đã tan hết đá. Chúng tôi rời đi khi những bình yên trong lòng bắt đầu nổi sóng. Có lẽ sau cuộc gặp gỡ này, anh sẽ phải suy nghĩ và cân nhắc thêm về mối quan hệ của chúng tôi. Thứ anh cần luôn là một mái ấm có tôi, có cả anh và cả những đứa con xinh xắn. Anh luôn chờ đợi điều đó. Còn tôi bắt đầu thấy lo sợ, sợ rằng chính những ích kỷ của bản thân sẽ đẩy anh ra xa mình. Và tôi thấy lòng mình trống rỗng. Khi cả thành phố đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ, tôi nhận được tin nhắn từ anh. Anh sẽ chờ em. Chỉ cần em luôn ở bên anh là được. Em sẽ luôn như thế. Tôi gõ từng chữ một rồi gửi đi.
Dòng tin nhắn ấy đã khiến trái tim tôi như được sưởi ấm. Tôi thấy mình thật hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Trên đời này đâu phải ai cũng đủ lòng tin để chờ đợi một người đâu. Kể từ ngày trái tim chúng tôi lạc về phía nhau, dường như đối phương đã trở thành một mảnh ghép không thể thiếu cho cuộc đời của chính mình. Một ngày của tôi kết thúc khi lòng đã được lấp đầy bằng niềm yêu dịu dàng. Giấc ngủ ùa đến khiến tôi không thể chối từ. Hai đôi mắt nhắm lại, cánh cửa của những giấc mơ mở ra. Trong những cánh cửa ấy có tôi và cả anh nữa. Chúng tôi nắm tay nhau đi trên một con đường dài. Chúng tôi cứ đi mãi, đi đến chân trời mang tên hạnh phúc. Bạn vừa lắng nghe lá thư tâm sự được gửi đến từ bạn Diệp Tình Y. Bạn thân mến, trong tình yêu sợ nhất là khi cả hai không đồng lòng nhìn về một hướng. Nhưng cô gái trong lá thư trên rất may mắn khi có một người bạn trai bao dung và thấu hiểu. Họ vẫn có thể về chung một nhà vào một ngày nào đó khi cả hai đã thực sự sẵn sàng. Có những cuộc tình dù còn rất yêu nhưng sẽ chẳng thể nào có một đám cưới nào cho họ. Và tiếp theo chương trình, mời bạn lắng nghe truyện ngắn Lời hẹn ước sông Sen. Sài Gòn, ngày mưa rào rã rích. Em có thể đợi anh không? Thời gian như ngừng lại ở giây phút này. Họ cứ thế yên lặng thật lâu, nhìn về đối phương như muốn nói một điều gì đó rồi lại thôi. Thời gian cứ như một cơn gió lặng lẽ thôi đưa. Nhớ ngày nào cô và anh vẫn bên nhau nơi góc sân trường, nơi hàng bàn lân tím quen thuộc. Giờ đây hai người sắp phải chia xa. Cô cố ngăn mọi cảm xúc dâng lên trong lòng cô lúc này. Giọng cô nghẹn ngẹn đáp: em sẽ đợi. Mai chi, 3 năm thôi, nhất định anh sẽ trở về. Chúng ta sẽ đến Pháp. Chúng ta sẽ đến dòng sông Sen. Đó là hẹn ước của chúng ta, có được không? Giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt bé nhỏ của cô. Cô lặng lẽ gật đầu đồng ý. Cô biết cô không thể giữ được bước chân anh nữa. Đã đến lúc cô không còn dùng cái tính trẻ con ngày nào mà thu mình trong sự ích kỷ của bản thân được. Đến Mỹ du học là ước mơ cả đời này của anh. Cô không thể vì tình yêu của bản thân mình níu giữ anh ở lại bên cô. Anh hôn nhẹ lên mái tóc đen tuyền của cô, rồi mỉm cười nhẹ nhàng rời đi. Cô tin anh, cô tin tình yêu của họ, và cô tin cả lời hứa kia nữa. Cô nhìn theo hình bóng kia cứ mỗi lúc một xa, rồi khuất dần trong màn mưa vội vã. Paris chiều hoàng hôn. Mai Chi choàng tỉnh trong căn phòng quen thuộc. Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày Quân và cô chia xa. Đã lâu lắm rồi cô không mơ về những tháng ngày xa xưa. Cô chợt nhớ về người con trai năm nào cô đã từng yêu kia. Lời hẹn ước 3 năm, những tưởng sẽ chóng qua. Nhưng khoảng thời gian ấy chính là nỗi đau của cuộc đời cô khi gia đình cô gặp phải sóng gió. Bố cô đầu tư làm ăn thua lỗ, mọi thứ phút chốc tiêu tan. Mẹ cô lại trở bệnh, không có tiền để chữa trị. Mai Chi đành chấp nhận cuộc hôn nhân mai mối với một người đàn ông người Pháp để có tiền chữa bệnh cho mẹ cô và trang trải cho đứa em còn đang học dang dở. Mối tình năm xưa kia cô đành chôn chặt trong ký ức của mình vĩnh viễn. Có lẽ cuộc đời này cho ta cái duyên để gặp gỡ, nhưng chẳng cho ta đủ cái phận để được bên nhau. Vậy thôi, đành chấp nhận để tình yêu kia mãi mãi trở thành hồi ức tươi đẹp. Cô cười nhạt cho mọi thứ đã qua. Mai Chi bước xuống giường rồi thay một chiếc váy đơn giản để ra khỏi nhà. Hoàng hôn chiều nay thật đẹp. Cô dạo bước trên con phố nhỏ giữa lòng thành phố Paris nhộn nhịp. Cô cứ đi như thế, cũng không biết từ khi nào mình đã đến bến bờ sông Sen.
Kỷ niệm lại ùa về như cơn mưa rào ngấm vào nỗi nhớ trong cô. Lời hẹn 3 năm cô chưa bao giờ quên, nhưng cô lại càng không dám nhớ. Là chính cô đã nợ Quân một lời hẹn ước. Cô rời Việt Nam theo chồng đến nơi xa xứ. Cô không dám liên lạc với anh, cũng không dám nhắc về mối quan hệ giữa hai người thêm một lần nào nữa. Bao nhiêu năm trôi qua, cô vẫn luôn mong rằng anh sẽ quên cô. Thậm chí quên đi lời hẹn năm nào, bởi cô không dám đối diện với anh trong hoàn cảnh như thế. Càng không có tư cách nhớ về tình yêu của anh. Hoàng hôn dần buông xuống, phản chiếu một màu đỏ rực xuống mặt nước, càng làm cho dòng sông Sen thêm phần tuyệt đẹp. Cô mơ mộng nhìn xa xăm. Bỗng một giọng nói từ phía sau vọng lại. Chi, có phải là em không? Cô giật mình, quay đầu lại, nhìn về người phía sau. Chính là ánh mắt đó, chính là gương mặt đó, là Quân. Anh bước thật nhanh về cô, ôm chầm lấy cô thật chặt. Cảm giác thân quen ấy vẫn như mới vừa hôm qua. Nước mắt bất chợt lăn dài trên khóe mi. Em có biết là anh đã tìm kiếm em rất lâu không? Anh đã tìm em 3 năm rồi. Anh chợt nhớ đến hẹn ước năm xưa của chúng ta, và anh đã đến đây đợi em. Cuối cùng hôm nay anh cũng đã tìm thấy em. Hóa ra có những thứ cảm xúc, những tưởng sẽ chìm mãi trong quá khứ, mãi mãi, nhưng nó lại một lần nữa như cơn sóng cuộn trào trong tim. Vẫn là người đó, vẫn là tình cảm đó, nhưng thời gian đã không thể trở lại được nữa. Chị mỉm cười khẽ đặt tay lên vai anh, rồi lui nhẹ về phía sau. Anh nhìn cô đầy ngạc nhiên. Bầu trời đã về khuya, màn sương lạnh lẽo đã bao trùm cả thành phố. Cơn gió nhẹ chợt thổi qua bên mái tóc cô. Một giọng nói thỏ thẻ cất lên. Xin lỗi anh. Chi, tại sao em không nói với anh chuyện gia đình của em? Tại sao em lại ngốc nghếch chịu đựng một mình? Mọi thứ đã qua cả rồi. Có lẽ định mệnh không thể trói buộc cho hai chúng ta mãi mãi bên nhau anh à. Lời hẹn ước năm xưa của chúng ta, anh hãy quên đi. Anh xin lỗi vì đã bỏ em lại năm đó. Anh thật sự rất hối hận. Cô cười nhạt, nhìn anh khẽ lắc đầu. Anh không cần phải tự trách bản thân. Có lẽ giữa chúng ta cũng chỉ có thể trở thành hồi ức trong cuộc đời nhau. Sông Sen hẹn ước, chúng ta đã thực hiện được rồi, nhưng chỉ là không đúng thời điểm mà thôi. Chúng ta đã có cuộc sống riêng của mình, vậy thôi hãy cho nhau trở thành hồi ức đẹp đẽ của tuổi thanh xuân. Yêu một người dù đến cuối cùng có thể cùng nhau đến cuối con đường được hay không, chúng ta cũng nên mỉm cười mãn nguyện cho những ký ức đẹp đẽ đã từng kia. Bởi có bao nhiêu người dù bên nhau thật lâu, nhưng cũng chỉ có thể cho nhau sự lừa gạt giả dối. Thế nên hạnh phúc không phải là cần một kết viên mãn cho một cuộc tình. Thế nên hạnh phúc không phải là cần một cái kết viên mãn cho một cuộc tình để cùng nhau đi đến lễ đường ba người chúc phúc, mà đôi khi chỉ cần cho nhau một hoài niệm ấm áp mỗi khi nhớ về. Paris chiều nay thật bình yên đến lạ. Dòng người lướt qua nhau dưới cơn mưa phùn hối hả. Chi và Quân, dù dòng đời này không thể cùng nhau đi chung lối, nhưng họ vẫn mãn nguyện với điểm giao nhau thanh xuân tươi đẹp kia. Ký ức sẽ mãi chỉ là ký ức, nhưng hạnh phúc họ đã từng có nhau kia sẽ là mãi mãi. Dù thời gian có quay trở lại, họ cũng sẽ bước về phía nhau. Và yêu thôi, sao phải cưới? Bạn thân mến, cuộc sống hẳn sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều nếu những người yêu nhau được hạnh phúc bên nhau. Nhưng chỉ tình yêu thôi, liệu có đủ để khiến người ta đến với bến bờ hạnh phúc? Có những định kiến như con dao sắc,
vô tình cắt đứt một mối quan hệ dù cả hai vẫn còn nặng lòng. Liệu những người yêu nhau có thể vượt qua tất cả những trở ngại đó để được bên nhau? Trong chương trình của tuần này, mời bạn lắng nghe chuyện ngắn Tìm hạnh phúc đi lạc, được gửi đến từ một tác giả không muốn công khai danh tính của mình. Huy rít một hơi dài, đếm mẩu thuốc còn lại đi, rồi bước nhanh vào. Ngoài trời vẫn mưa như chút nước, biết làm sao được, mùa mưa mà. Anh lẩm bẩm chỉ đủ để cho mình nghe. Với mọi người, khi nghe đến hai tiếng mùa mưa, hầu như sẽ nhíu mày lắc đầu. Thời tiết mùa này đồng đảnh như con gái mới lớn vậy. Trời đang nắng có khi lại đổ mưa, rồi đang mưa lại nắng. Có những cơn mưa chợt đến chợt đi, có những cơn mưa đến rồi lại mãi không chịu đi, như cơn mưa ngày hôm nay chẳng hạn. Mưa và Huy có một mối duyên lạ kỳ. Cho đến bây giờ, những sự kiện quan trọng trong đời anh đều liên quan đến mùa mưa. Anh sinh vào mưa, gặp cô cũng vào mùa mưa, tỏ tình và chia tay vào mùa mưa, sự đám cưới cô cũng vào mùa mưa. Cũng may tính cách Huy không như thời tiết mùa mưa, anh trầm tĩnh và thành thực. Những hình ảnh về đám cưới tái hiện lại trong đầu Huy, cô dâu xinh đẹp và lộng lẫy trong ngày vui. Hôm đấy trời cũng mưa như chút thế này. Huy là một trong số ít những người bạn đến chúc phúc cho cô. Nhìn cô rạng rỡ đứng bên cạnh chồng, tâm trạng Huy hơi trầm xuống, nhưng dần thả lỏng, anh mỉm cười nhìn cô và thầm nhủ, phải thật hạnh phúc em nhé. Một năm qua đi, Huy vẫn chưa thể quên hẳn được ký ức về mối tình đầu. Những tình cảm dành cho em không dữ dội, mãnh liệt như trước, nó dần chuyển thành thứ tình cảm nhẹ nhàng hơn và được anh cất giấu như một phần trang trọng trong trái tim mình. Không còn giữ liên lạc cho đến hôm nay, Huy sững sờ khi gặp lại Thu, tim anh như nghẹn lại, không còn là cô gái tràn đầy sức sống như ngày nào. Thu nằm đấy nhợt nhạt và tiều tụy đi nhiều lắm. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Huy mở cửa và bước vào. Thu ngồi phía đầu giường, hai chân co lên, bàn tay đan vào nhau ôm lấy gối, đầu hơi ngẩng lên nhìn Huy, đôi mắt vẫn sưng mọng. Em có mệt lắm không? Huy nhẹ nhàng hỏi Thu. Em đỡ nhiều rồi, cảm ơn anh. Thu hơi nhướng mắt lên nhìn Huy, cố kìm những giọt nước mắt, nhưng không hiểu sao càng cố thì nước mắt càng trào ra. Huy luống cuống, anh không biết phải làm thế nào. Nhìn những giọt nước mắt đang lăn trên khuôn mặt kia, lòng anh đau nhói. Em không sao đâu. Thu đưa tay gạt nước mắt, mỉm cười với anh, nụ cười đầy chua chát. Chàng trai trước mặt từng là người dành rất nhiều tình cảm cho Thu, là người đã khiến trái tim em rung động. Nhưng tình yêu của người con gái luôn có lý trí và những lý lẽ riêng. Thu đã buông tay với anh để đến với tình yêu khác mà theo cô là sẽ tốt hơn cho mọi người. Thế nhưng cuối cùng, bên cạnh cô lúc cô đơn và tuyệt vọng nhất, không ai khác vẫn là anh. Em định sẽ thế nào? Huy nói một câu vô nghĩa, nhưng Thu biết ý anh thế nào. Cô cúi đầu nhìn đôi bàn chân mình, trầm mặc một lúc rồi nhỏ giọng. Em đã gửi đơn rồi, chắc tháng sau họ sẽ xử lý thôi. Nhìn đôi vai gầy rung rung của cô, Huy hơi mất bình tĩnh. Sao có thể đơn giản như vậy được? Phải khởi kiện hắn tội bạo hành. Anh trầm giọng. Thôi anh ạ, xem như nhân duyên đến đây là hết. Giọng cô càng về cuối càng nhỏ, nước mắt lại trào ra. Anh ở dưới đợi em nhé. Huy gọi điện thoại cho Thu, giọng tràn đầy tình cảm. Trải qua nhiều sóng gió, Huy lại có cơ hội theo đuổi lại mối tình đầu của mình. Mất một thời gian dài để gỡ bỏ những mặc cảm, khúc mắc, cuối cùng Thu đã chấp nhận mở lòng để đón nhận tình cảm của anh. Hôm nay, anh sẽ đưa Thu về giới thiệu với gia đình mình. Vâng, anh chờ em một chút. Giọng Thu có đôi chút căng thẳng. Xe dừng lại ở siêu thị, Thu vào mua ít hoa quả làm quà gặp mặt. Suốt đoạn đường về nhà Huy, Thu không nói một câu nào, khuôn mặt đầy căng thẳng. Huy hiểu tâm trạng của Thu, anh đưa tay nắm khẽ như truyền thêm động lực cho cô.
Khuôn mặt cô thoáng đỏ bừng, khôi phục thêm một chút tự tin. Mẹ ơi, bọn con về rồi. Huy gọi vọng vào nhà. Nghe tiếng con gọi, mẹ Huy từ dưới bếp đi lên. Cháu chào bác ạ. Thu cúi đầu nhỏ giọng nói. Đây là mẹ anh. Mẹ ơi, đây là Thu bạn con ạ. Huy giới thiệu hai người với nhau. Các cháu vào nhà đi. Mẹ Huy cười nói, ánh mắt sắc sảo lướt qua người Thu làm em hơi run lên. Thu bước theo Huy vào nhà, bàn tay anh khẽ nắm tay cô rồi buông ra. Anh cười dịu dàng nói nhỏ với cô. Đừng căng thẳng quá. Nhà Huy không rộng, nhưng được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Sự bài trí đơn giản mang lại cảm giác gần gũi và thân thiện. Khu vực phòng khách được sắp xếp cầu kỳ và tỉ mỉ nhất. Nhưng tựu chung lại, thì đấy là nơi mẹ Huy trưng bày những thành tích của Huy. Từ những bức hình ngày còn bé, cho tới tấm bằng tốt nghiệp đại học loại ưu của anh. Bố Huy mất từ khi anh còn nhỏ, nhà chỉ có hai mẹ con. Mẹ anh vừa làm mẹ, vừa thay vai trò làm bố, tần tảo nuôi anh lớn khôn. Với bà, Huy chính là tài sản lớn nhất cuộc đời bà. Hai đứa ngồi nghỉ uống nước đi, mẹ nấu xong rồi, chờ mẹ dọn một loáng là xong. Mẹ Huy chỉ vào bàn uống nước rồi nói với hai người. Dạ, bác để cháu giúp ạ. Thu đặt vội giỏ hoa quả xuống rồi theo mẹ Huy vào bếp. Chỉ một lúc sau, đồ ăn đã được đưa lên. Mẹ Huy khéo léo bắt chuyện với Thu. Với vốn kinh nghiệm sống phong phú, bà dẫn dắt mọi người vào câu chuyện. Không khí bàn ăn cũng trở nên vui vẻ hơn. Kết thúc bữa cơm, Thu giúp bà dọn dẹp rồi xin phép ra về. Buổi ra mắt tương đối thành công, giúp Huy và Thu như chút khỏi gánh nặng. Vẫn biết tình cảm hai người dành cho nhau là rất lớn, nhưng vẫn có một rào cản khiến cả hai rất căng thẳng. Đặc biệt là Thu, người con gái đã từng đánh rơi tình cảm của Huy. Và hơn nữa, cô đã qua một đời chồng. Tình cảm của cả hai như đã phát triển thêm một bước mới. Không còn có quá nhiều mặc cảm đến từ phía Thu. Cô đã có thể tự tin cùng Huy đi chơi, tự tin chăm sóc Huy, tự tin thể hiện tình cảm với anh, tự tin đáp lại tình cảm chân thành của anh. Đã rất lâu rồi, cô mới lại có thứ tình cảm thanh xuân lãng mạn như thế. Cô tự nhủ lòng mình, sẽ không bao giờ lạc mất anh thêm lần nữa. Cô trân trọng từng phút giây bên anh. Như thời gian gần đây, Thu đi làm với tâm trạng rất vui vẻ. Số điện thoại của mẹ Huy hiện lên, em vội vàng nghe máy. Đầu máy bên kia vang lên tiếng mẹ Huy, vẫn giọng từ tốn không nhanh không chậm. Bác đây, cháu đến cơ quan rồi hả? Dạ vâng. Thu cẩn thận trả lời. Ừ, bác có ít chuyện muốn tâm sự với cháu. Mẹ Huy có chút ngập ngừng. Dạ vâng, cháu nghe ạ. Linh cảm có chuyện không ổn, Thu vẫn cố trấn tĩnh nghe. Chuyện của cháu bác đã nghe qua, bác rất thông cảm với cháu. Huy là đứa sống tình cảm, biết chuyện của cháu, nó sẽ không bỏ rơi cháu. Giọng mẹ Huy vẫn rất nhẹ nhàng và từ tốn. Nó không đau to búa lớn, nhưng nó như bàn tay vô hình đang bóp nghẹt lấy tim Thu. Cô biết câu chuyện chưa dừng ở đây. Gia đình bác là gia đình có truyền thống, rất khó để mọi người chấp nhận chuyện này. Cháu là người có học, bác nghĩ cháu hiểu ý bác. Càng lún sâu thì hai đứa càng thêm khổ thôi. Cháu còn trẻ, sẽ có những người phù hợp hơn đến với cháu. Thu cố giữ để giọng mình không kèm theo tiếng nấc, cô trả lời. Cháu hiểu, thưa bác. Bác cảm ơn cháu. Mẹ Huy khẽ buông tiếng thở dài rồi cúp máy. Thu ngồi xuống ghế, khuôn mặt thẫn thờ, tay vẫn cầm chặt điện thoại. Vậy là chút tình cảm mới nhen nhóm được một tia hy vọng lại có nguy cơ lụi tàn. Thu ngồi thất thần hồi lâu, rồi như đã quyết định, cô xin phép nghỉ sớm. Tối anh qua chỗ em nhé, em chuẩn bị cơm cho bạn mình. Từ lúc nhận được điện của Thu, lòng Huy cứ lâng lâng háo hức. Quen nhau đã lâu, yêu nhau cũng được một thời gian, nhưng chưa bao giờ Thu chủ động mời anh qua chỗ mình ăn cơm, lại còn do chính cô chuẩn bị nữa. Cảnh tượng về không khí của một gia đình nhỏ làm anh có chút xúc động, chỉ mong nhanh nhanh hết giờ để đến với cô. Anh về sớm thế. Thu đón Huy bằng nụ cười rạng rỡ. Hôm nay cô trang điểm nhẹ, dưới ánh đèn nhìn càng thêm quyến rũ. Huy tiến đến định ôm Thu vào lòng, Thu nhẹ nhàng đẩy anh ra cười nói. Anh đi tắm rồi vào ăn cơm, đồ của anh em chuẩn bị rồi đấy. Hơi bất ngờ về câu nói của Thu, bất giác anh bị Thu đẩy vào nhà tắm. Huy đang cố gắng khống chế trí tưởng tượng của mình sau câu nói của Thu. Bữa cơm diễn ra nhẹ nhàng trong không khí lãng mạn.
ánh nến đong đưa, tiếng nhạc du dương, vị nồng của vang làm Huy như thêm say. Huy bế Thu lên, đi về phía phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô xuống. Mắt Thu nhắm lại, khuôn mặt trắng trẻo có thêm dáng đỏ. Huy không thể kìm chế được nữa, anh cúi xuống hôn lên đôi môi cô. Thu ôm chặt lấy Huy, cô thì thầm vào tai anh. Em đã lạc mất tình yêu của anh một lần, em sẽ không để điều ấy lặp lại nữa, sẽ mãi yêu anh. Sáng thức dậy, Thu đã đi làm. Trước khi đi, cô chuẩn bị đồ ăn cho Huy cùng lời nhắn: anh ăn sáng rồi đi làm nhé, em đi trước đây. Huy vươn vai khoan khoái, mở cửa sổ đón ánh nắng mặt trời, rồi lại vội vàng kéo rèm che lại vì phát hiện mình không một mảnh vải che thân. Anh gãi gãi đầu, cười ngây ngốc. Những hình ảnh tối qua hiện về, cuối cùng thì anh và Thu đã bước qua giới hạn cuối cùng ấy. Thế nhưng đấy là những ký ức cuối cùng của anh về Thu. Sau ngày hôm ấy, anh hoàn toàn mất liên lạc với cô. Cô như biến mất khỏi thế giới này, như chưa từng xuất hiện. Mọi nỗ lực tìm kiếm của anh đều không có kết quả. Mỗi lần ra đi vì có tin tức của cô là mỗi lần thất vọng ra về. Giờ anh mới hiểu được những câu nói tối nghĩa của em đêm ấy. Em đã báo hiệu việc sẽ rời xa anh. Mẹ nghĩ con nên mạnh mẽ hơn để vượt qua chuyện này. Thu là một cô gái tốt, mẹ không phủ nhận, nhưng cô ấy không phù hợp với con. Mẹ Huy nghiêm nghị nói chuyện. Sau sự biến mất bí ẩn của Thu, Huy đã mường tượng có bàn tay của mẹ mình can thiệp. Sau câu nói của bà thì anh không còn nghi ngờ gì nữa. Dù biết bà sẽ không làm quá nhiều điều làm tổn thương Thu, nhưng một cảm giác phẫn uất kèm nỗi xót xa trong anh vẫn bùng lên. Mẹ à, con đã trưởng thành và có những việc con tự biết nên làm thế nào cho đúng. Mẹ làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho con thôi. Mẹ Huy bình tĩnh nói, đối với bà, tất cả những gì con trai mình, đặc biệt là tương lai của nó, phải được bà nắm rõ trong tay. Trải qua bao sóng gió, bà vẫn trèo lái gia đình mình tiến về phía trước, định hướng cho con trai mình, mà bà tin rằng nếu nó làm theo những gì bà sắp xếp, cuộc sống phía trước vẫn luôn tốt đẹp. Dù có một chút thương con, nhưng bà vẫn quyết định gạt chút tâm tư đó đi. Huy nhìn mẹ mình gắt gao, chưa bao giờ anh giận mẹ mình, thậm chí là trong ý nghĩ. Một mình lại bươn trải lo cho anh từng miếng cơm manh áo, từng giấc ngủ thơ cho đến tận ngày nay. Bố mất từ khi anh còn chưa nhớ rõ mặt cha, chỉ mình mẹ với bao vất vả lo toan, nhiều đêm thức giấc thấy mẹ vẫn còn cặm cụi làm thêm, lòng anh thương mẹ nhiều lắm. Anh rất kính trọng và hiểu suy nghĩ của mẹ, nhưng kia là người con gái anh hằng yêu, là người cũng chịu bao cơ cực. Dù em đã có một đời chồng, nhưng xã hội hiện đại bây giờ điều ấy đâu còn quá quan trọng. Và hơn hết, người đàn ông gọi là chồng em ấy lại là người đã đối xử tệ bạc với em. Không lẽ vì sợ những điều dị nghị mà em không thể làm lại cuộc đời mình? Mẹ ạ, có những điều mình nghĩ là tốt, chưa chắc đã là điều tốt đâu. Huy lắc lắc đầu nói với mẹ rồi bước vào phòng mình. Bà đứng nhìn vào phòng con rồi lại nhìn lên ảnh thờ chồng mình. Không biết nghĩ gì, chỉ thấy bà thở dài. 5 năm sau, ngôi nhà của Huy vẫn vậy, vẫn gọn gàng, ngăn nắp, nhưng có phần lạnh lẽo hơn. Tóc mẹ anh đã bạc đi nhiều, dù đôi mắt bà vẫn còn tinh anh, nhưng nếp nhăn thì đã nhiều hơn. Huy cũng đã ngoài 30 tuổi, không còn dáng vẻ thanh niên sôi nổi, thay vào đó là sự trưởng thành chín chắn. Đôi mắt sâu thẳm đôi lúc vẫn ánh lên những tia buồn bã. Anh vẫn không ngừng tìm kiếm thông tin về Thu, thậm chí là về cả quê em, nhưng tất cả đều không có kết quả. Nhìn những lần con đi rồi ra về trong nỗi buồn, lòng mẹ Huy như thắt lại. Chẳng ai yêu con hơn mẹ, con có đau một thì lòng mẹ còn đau gấp bội. Cho đến bây giờ thì bà không biết quyết định ngăn cản con trai mình đến với cô gái kia có thật sự là đúng đắn không. Bao năm qua, Huy vẫn không lần nào oán trách bà, nhưng thấy sự cô đơn trong con, trong bà mâu thuẫn nhiều lắm. Con vẫn còn giận mẹ ư? Bà nhìn vào mắt con trai nhẹ giọng hỏi. Huy không trả lời, chỉ mỉm cười lắc đầu, nụ cười không được tự nhiên. Mẹ biết con không có tâm tư đấy, nhưng một chút thì vẫn có đấy. Bà cười nói. Huy im lặng không trả lời. Cho đến bây giờ, mẹ không biết liệu việc mình làm năm ấy có đúng không nữa. Cũng có thể mẹ đã trở thành bà già cổ lỗ sĩ, không còn phù hợp với nết nghĩ của những người mới nữa. Giọng bà đượm buồn.
Huy ngước lên nhìn mẹ, có đôi chút ngạc nhiên về nội dung câu chuyện hôm nay. Khi nào con làm cha làm mẹ thì con sẽ hiểu cho suy nghĩ của mẹ. Bà có chút xúc động, nước mắt như chợt trào ra. Thấy mẹ khóc, Huy không đành lòng nói. Mẹ à, con hiểu cho suy nghĩ của mẹ. Mẹ đừng suy nghĩ nhiều quá. Có thể là bọn con không có duyên phận. Con thì hiểu cái gì, chỉ là mẹ nhớ bố con thôi. Không biết trong hoàn cảnh như thế, bố con sẽ xử lý như thế nào. Mẹ Huy cười hiền từ với anh. Con cầm lấy đi, đây là địa chỉ của Thu, mẹ đã nhờ một người bạn tìm giúp. Bà đưa cho Huy một mẩu giấy rồi thở dài nói. Mẹ, đây là... Huy lắp bắp như không tin vào tai mình. Mẹ anh là thế, vẫn luôn làm những thứ bất ngờ, những thứ mà anh khó có thể tưởng tượng được. Ừ, đúng đấy, con thắng rồi, con đi tìm cô ấy đi. Huy bắt xe tìm đến theo địa chỉ, một thị trấn nhỏ của tỉnh miền cao. Không hiểu sao mẹ anh có thể tìm ra được địa chỉ này, nhưng anh cũng không có thời gian suy nghĩ việc ấy. Anh đang rất nóng lòng để gặp lại Thu. Suốt khoảng thời gian từ nhà đến đây, trong anh như có lửa đốt. Khoảng thời gian xa cách 5 năm làm anh không thể bình tĩnh lại được. Mây đen đang vần vũ trên bầu trời đêm, sấm sét rền rĩ, mưa ở nơi này đều dữ dội như thế. Trên chiếc giường đơn, bà mẹ đang cố ôm con vào lòng, thế nhưng đứa trẻ vẫn không bớt được nỗi sợ hãi. Con sợ là mẹ ơi. Giọng non nớt của đứa trẻ vang lên. Có mẹ ở đây mà, không sợ, không sao đâu con. Người mẹ cố trấn an con mình. Nếu có bố ở đây thì cả hai mẹ con mình đều sẽ không sợ. Giọng đứa trẻ lại vang lên. Ừ. Giọng người mẹ trầm xuống, nhưng sợ con mình phát hiện, cô ôm chặt con hơn. Hôm nay bọn nó lại bảo con là không có bố. Bố con đâu hả mẹ? Đứa bé như thút thít. Các bạn trêu chọc con thôi. Người mẹ chảy nước mắt, giọng nghẹn ngào nói tiếp. Con là Nguyễn Quốc Khánh, bố con là Nguyễn Quốc Huy. Bố là một người rất vĩ đại, lúc nào xong việc bố sẽ tới đón hai mẹ con mình. Người mẹ tiếp tục nói với con. Thật thế hả mẹ? Giọng đứa trẻ đầy phấn khích. Huy nắm chặt hai bàn tay, móng tay đâm cả vào thịt mà anh không hay biết. Nước mắt anh giàn giụa hòa lẫn vào nước mưa. Anh đứng đấy, cắn chặt răng để ngăn mình bật tiếng khóc. Bên trong cánh cửa gỗ kia là niềm tin yêu, là máu thịt của anh. Sau bao năm thất lạc, cuối cùng anh đã tìm được hạnh phúc cuộc đời mình. Bạn thân mến, tình yêu chỉ vừa đủ chỗ cho hai người. Chót yêu một người không yêu mình thì dù cố gắng thế nào, đau khổ bao nhiêu, mình cũng mãi chỉ là kẻ thứ ba thừa thãi mà thôi. Khi yêu một người chân thành, ta chỉ mong người ấy hạnh phúc, dẫu hạnh phúc ấy không có chỗ cho mình. Trong chương trình của tuần này, mời bạn lắng nghe chuyện ngắn Hạnh phúc của kẻ thứ ba được gửi tới từ tác giả Nhã Đan. Em rảnh không? Cà phê nhé, anh mời. Giọng của hắn là lạ, tôi linh cảm có chuyện không ổn. Ngước nhìn đồng hồ, đã hơn 5 giờ chiều, tôi trả lời. Vâng. Tôi thu dọn đồ, xin phép thầy rồi rời khỏi trường. Không cần hắn nói, tôi cũng biết địa điểm phải tới. Đi vội qua mấy con phố thì đến nơi. Quán cà phê nằm trong một ngõ nhỏ, yên tĩnh. Không gian bên trong được bài trí nhẹ nhàng, đơn giản, nhưng mang lại sự thoải mái, như một thế giới khác ngăn cách với cuộc sống hối hả ngoài kia. Tôi lên tầng 2, tiến về phía bàn ở gần cửa sổ. Như có linh cảm, hắn quay lại mỉm cười với tôi. Em ngồi đi, anh gọi đồ cho em rồi. Tôi nhướng mày, kéo ghế ngồi xuống phía đối diện. Tôi và hắn vẫn ăn ý với nhau như thế, không nói nhiều nhưng hiểu sở thích và thói quen của nhau. Cô ấy chuẩn bị cưới. Hắn nói nhanh ngay khi tôi đang ngồi xuống. Tôi thoáng sững người, chưa kịp trấn tĩnh lại thì lại nghe giọng hắn. Như thế là rất tốt, phải không nào? Hắn cười nhẹ nhàng rồi quay mặt ra cửa sổ. Vẻ ngoài bình tĩnh ấy chẳng thể giấu được nội tâm đang phức tạp của hắn. Bàn tay cầm ly nước khẽ run lên, ánh mắt nhìn xa xăm, nụ cười trên môi có phần rúm gió. Đàn ông vẫn thường thế, vẫn tỏ ra bình tĩnh để đối diện với nỗi đau. Nhưng tôi chắc chắn,
sâu trong ánh mắt đang tỏ nhẹ nhàng kia là một tâm trạng đang bị dày vò, một trái tim đang bị nỗi buồn vô hạn gặm nhấm. Tôi nhìn hắn, rồi cùng hướng ánh mắt về miền xa xăm. Tôi và hắn là một mối nhân duyên kỳ lạ. Nhà hắn và nhà tôi cùng nằm trên một con phố. Nhà tôi ở đầu phố, nhà hắn ở cuối phố. Tôi và hắn sinh cùng năm, hắn sinh đầu năm, tôi sinh cuối năm. Chúng tôi cùng lớp đến tận 12 năm. Nếu tính cả những ngày đi học vỡ lòng thì chắc chắn sẽ lớn hơn con số 12. Và năm nào tôi cũng ngồi bàn đầu tiên, còn hắn ngồi bàn cuối cùng. Rồi thì hắn rất cao to và lúc nào cũng hoạt bát, còn tôi thì ít nói và nhỏ bé hơn. Tôi thì chẳng bao giờ chú ý đến những sự khác biệt ấy, và tôi biết hắn cũng vậy. Chỉ có lũ bạn thì thường hay cười đùa, hai đứa khác nhau như mặt trăng và mặt trời mà lại chơi được với nhau. Tôi chỉ cười mà không trả lời, đầu suy nghĩ đến câu nói của thầy dạy văn. Đỉnh cao của nghệ thuật là sự kết hợp hài hòa giữa những đường thẳng và hình tròn. Cũng chẳng biết tôi và hắn có thật là hài hòa không. Tôi chỉ nhớ rằng tôi đã luôn gắn bó với hắn từ khi hai đứa còn bé tí. Từ ngày hắn hay lêu lổng đi đá bóng, hay trốn bố mẹ ra quán net, thậm chí là cả đi bơi với lũ bạn, tôi đều lẽo đẽo theo sau hắn. Lớn lên một chút, khi cả hai đi học thì hắn có nhiệm vụ mới là đưa đón tôi đi học, còn tôi sẽ giúp hắn làm bài tập, mà đúng ra thì là đưa bài của tôi cho hắn chép. Tôi đã quen với tấm lưng lấm tấm mồ hôi những ngày hè, tấm lưng luôn cố để che chắn cho tôi trước những cơn gió lạnh mùa đông. Bố mẹ hắn đặc biệt quý tôi vì là điển hình của con ngoan trò giỏi. Bố mẹ tôi thì không vì sự nghịch ngợm của hắn mà có ác cảm. Ngược lại, hai người cũng rất thiện cảm với hắn vì sự hoạt bát, nhanh nhẹn và quan trọng hơn là luôn bảo vệ con gái của mình. Còn tôi cũng không thể giấu được sự quý mến mình dành cho hắn. Có đôi lúc tôi tự dối lòng mình rằng đấy chỉ là cảm tình của những người bạn thân với nhau. Nhưng sự thật thì hình ảnh của hắn đang dần lấp đầy trong trái tim tôi, trái tim một đứa con gái mới lớn. Lên đại học, tôi và hắn vẫn học cùng trường nhưng không còn cùng lớp nữa. Ngày hai đứa nhập học, bố tôi cười nói với hắn, giao con gái chú cho cháu, hai đứa nhớ chăm sóc bảo ban nhau nhé. Nghe tiếng hắn dạ rất to và hùng hồn, làm trái tim tôi lại khẽ xốn sang. Khoảng thời gian đầu những năm đại học với tôi thật không dễ dàng, cảm giác xa người thân, xa quê hương thật khó chịu, rồi thì tập thích nghi với cuộc sống và môi trường mới. Thật sự nếu không có hắn ở bên, tôi không biết sẽ như thế nào nữa. Hắn luôn động viên tôi, quan tâm tôi, luôn cố làm tôi vui vẻ bằng những trò ngốc nghếch của hắn. Rồi thì mọi thứ dần đi vào quỹ đạo. Ngồi sau xe hắn đi học lại trở thành một hưởng thụ vừa cũ vừa mới của tôi. Hắn chắc chắn cảm nhận được tình cảm tôi dành cho hắn. Tôi biết điều đó dù tôi chưa bao giờ nói với hắn. Và tâm trạng của tôi có chút trùng xuống, vì đề nghị hai đứa sẽ là anh em, để tiện cho trách nhiệm chăm sóc tôi mà bố tôi giao phó cho hắn. Tôi lờ mờ ý của hắn và cố tỏ ra bình tĩnh để đồng ý với cái lý do nhảm nhí đấy. Hắn vẫn quan tâm tới tôi, cẩn thận và nhẹ nhàng như bao năm qua. Nhưng thời gian hai đứa gặp mặt giờ chỉ tính trên đầu ngón tay, không còn thường xuyên đi học cùng nhau, gặp mặt ở khu trọ cũng ít dần. Một phần vì lịch học của hai đứa khác nhau, phần vì như hắn tránh mặt tôi, chắc thế. Có thể hắn không nhận ra điều ấy, nhưng tôi thì luôn để ý. Và rồi tim tôi như nghẹn lại khi bắt gặp ánh mắt si mê của hắn nhìn cô ấy. Hắn và cô ấy đều là thành viên của đoàn trường. Những hoạt động tình nguyện, những chuyến đi ngoại khóa đưa họ đến với nhau, và việc hắn có tình cảm với cô ấy chỉ là vấn đề thời gian. Cũng đúng thôi, cô ấy xinh đẹp, giỏi ca hát, lại duyên dáng nữa. Đâu có như tôi, một đứa con gái u mì và cục mịch. Ngày họ tay trong tay là ngày mà thế giới xung quanh tôi như sụp đổ. Chàng trai gắn bó suốt gần 20 năm qua với tôi, chàng trai mà tôi hằng mong ước sẽ dành cho nhau những tình cảm thuần khiết nhất, những hành động yêu thương, những lời thề son sắc, giờ lại bên người con gái khác. Thầm chúc phúc cho hắn, nhưng tôi không sao ngăn sự tủi thân trong mình. Tôi đã khóc lặng lẽ và âm thầm, không chỉ là một đêm,
Nhưng tôi không muốn hắn biết tôi yếu đuối như thế. Tôi không muốn vì tôi mà ảnh hưởng tới hạnh phúc của hắn. Từ hôm ấy, tôi lao vào học như để quên đi tất cả, quên đi thứ tình cảm trong tim mình. Sau những buổi học trên lớp, tôi lang thang khắp phố phường. Tôi nhớ lại khoảng thời gian quý báu lúc trước, khoảng thời gian mà mọi người luôn gọi hai đứa tôi là đôi bạn thanh mai trúc mã. Khoảng thời gian mà hai đứa cùng chơi đùa với lũ bạn cùng phố, cùng nhau về quê, cùng nhau tới trường, cùng ôn bài cho các kỳ thi. Khoảng thời gian đẹp đẽ sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Hắn đưa bạn gái về giới thiệu, cả xóm trọ như vỡ òa. Bạn gái hắn xinh đẹp, lại biết cách giao tiếp, chẳng mấy chốc mọi người đều nói chuyện vui vẻ. Ai cũng đưa ánh mắt tán thưởng lên nhìn hắn. Cũng có một số ánh mắt quét qua tôi cười không nói gì. Đêm hôm ấy, cô ấy còn ngủ lại phòng tôi nữa. Hai đứa trò chuyện đến khuya, những câu chuyện xoay quanh về hắn, có vẻ cô ấy rất hứng thú. Tôi cũng thấy vui cho hắn và buồn cho chính mình. Từ hôm ấy, cô ấy cũng thường xuyên qua chơi với tôi. Tôi nghĩ có thể là do tôi và hắn thân với nhau và có những thứ cô ấy muốn biết từ tôi. Vì không có lý do gì mà một cô gái tốt như cô ấy lại muốn kết thân với tôi. Tất nhiên đấy là tôi nghĩ thế thôi. Tôi không phủ nhận cô ấy là một cô gái rất tốt. Hắn và cô ấy cũng trải qua đầy đủ những cung bậc trong tình yêu. Có mong chờ, có yêu thương, có hờn ghen, thậm chí là cãi vã. Nhưng có một điều, họ chưa bao giờ nói một từ liên quan đến chia tay. Tôi đứng một bên, quan sát tất cả, và đôi khi còn trở thành chuyên gia tư vấn, trung tâm hòa giải cho cả hai nữa. Không biết tôi rồi sẽ như thế nào nữa, nhưng tôi biết họ chân thành với nhau. Nghĩ đến đấy thôi, tôi cảm giác muốn nghẹt thở. Tôi vẫn thế, vẫn mâu thuẫn khi nghĩ về họ. Tôi thành thật cầu chúc cho họ, nhưng tôi cũng không muốn buông hắn ra. Thế nhưng điều mà mọi người không bao giờ nghĩ lại xảy ra. Năm thứ tư, hắn và cô ấy chia tay. Không rõ nguyên nhân, nhưng nhìn hắn mà lòng tôi đau nhói và cũng có một chút chờ mong. Hắn gầy đi nhiều lắm, thậm chí sốt ly bì mấy hôm. Trong cơn sốt, nhìn nước mắt chảy trên khóe mi hắn mà tôi như muốn bật khóc. Hắn chắc phải đau khổ lắm. Hắn thay đổi 180 độ, người con trai tôi quen biết trở nên lạ lẫm. Không có cái kết cho tôi và hắn như tôi hằng mong muốn. Hắn quay sang tán tỉnh các cô gái khác. Hắn sẵn sàng cưa chỉ vì thấy hay hay. Hắn trượt dài trong chuyện tình cảm của mình. Mọi người nói với nhau rằng vì hắn đã quá sốc trong chuyện tình cảm, rằng hắn yêu chỉ để trả thù cô, chỉ để chứng minh rằng không có cô, hắn vẫn còn rất nhiều người con gái khác. Tôi đau lòng nhìn hắn. Trong ánh mắt miên man bất định kia là một kẻ đáng thương, một kẻ lang thang trong hoang mạc nóng rát, đi tìm suối nguồn tình yêu của mình. Hắn không nói cho tôi nguyên nhân hai người chia tay. Tôi cũng không hỏi hắn. Hắn từ chối tiếp nhận bất kỳ thông tin về cô ấy. Hắn lảng tránh mọi câu hỏi của tôi về chuyện tình cảm của hắn. Hắn đi qua tôi mà tôi không thể nào níu lại được. Tốt nghiệp, tôi được giữ lại trường. Hắn cũng tìm được công việc ở thành phố này. Còn cô ấy, nghe nói đã đi du học. Ra trường, mỗi đứa một nơi, những lo toan cuộc sống khiến mọi người ít gặp nhau hơn. Ưu điểm ở lại trường giúp tôi thu thập thông tin về mọi người được nhiều hơn và tôi dần chuyển mình trở thành trung tâm liên lạc của mọi người. Vai trò không tên mang lại cho tôi khá nhiều điều thú vị. Nó giúp tôi nhớ lại kỷ niệm một thời đại học, giúp tôi có cái nhìn rộng hơn về những người bạn của thời thân thương đó. Hắn không còn lang thang trong những câu chuyện tình cảm của mình nữa. Đi làm, công việc, cuộc sống làm hắn trưởng thành hơn. Đã rất lâu rồi, tôi không còn thấy hắn theo đuổi, tán tỉnh các cô gái khác. Không hoạt bát sôi nổi như trước, hắn trầm lắng hơn. Sâu trong ánh mắt vẫn có một chút khắc khoải, một chút mong chờ. Tôi biết hắn vẫn còn nhớ đến cô ấy. Hắn vẫn luôn dõi theo từng dấu chân của cô ấy. Những cuộc tình chớp nhoáng, những tình cảm mới lạ không thể xóa nhòa được hình ảnh cô ấy trong hắn. Hắn đã sốc khi chia tay và càng hoang mang hơn nữa khi không thể quên được cô. Những người mới không thể xoa dịu được vết thương trong lòng hắn, mà dường như chỉ làm vết thương ấy thêm sâu hơn. Vết thương trong hắn sâu, nhưng vết thương hắn để lại cho các cô gái cũng không nhỏ.
chắc chắn hắn chưa bao giờ làm những điều quá đáng với các cô ấy, nhưng món nợ tình cảm không thể nào dễ dàng trả được. Chứng kiến một chàng trai từng là tất cả thương nhớ của mình thương yêu một người con gái khác, rồi cũng vì người con gái ấy trượt dài trong các mối quan hệ tình cảm là một trải nghiệm không hề dễ dàng với tôi. Có những lúc tôi mong ước được là một trong những cô gái mà hắn tán tỉnh, để được cảm nhận thứ tình cảm được gọi là tình yêu của hắn. Nhưng điều đó đã không bao giờ xảy ra. Tôi cười tự giễu với trí tưởng tượng về tình yêu của mình. Cô ấy về nước cách đây hơn 2 tháng, tất nhiên là hắn cũng biết, nhưng tuyệt nhiên tôi không thấy hắn đề cập gì đến. Thông tin cô ấy cưới cũng mới có, và giờ thì hắn đã không thể ngồi yên khi nghe thông tin này rồi. Tôi thu hồi ánh mắt và nhìn thẳng vào mắt hắn. Đã đến lúc anh nên trở lại là chính mình rồi. Hắn hơi ngoảnh lại nhìn tôi nói tiếp. Nếu anh muốn cô ấy hạnh phúc thì hãy sống thật tốt. Hắn cau mày nhìn tôi rồi lâm vào trầm tư. Tôi mặc kệ ánh mắt của hắn, quay ra nhìn dáng chiều đang buông xuống. Cần có thời gian để hắn tiêu hóa những câu tôi vừa nói. Một người đàn ông khóc vì tình yêu sẽ bị cho là yếu đuối, một người lụy tình. Một người đàn ông vì tình yêu mà trượt dài trong các mối quan hệ khác thì còn kém cỏi hơn nữa. Nếu không vượt qua được chuyện đấy thì hắn cũng sẽ rất tầm thường. Không quan trọng là mất bao nhiêu thời gian để vượt qua, nhưng quan trọng là hắn có dám đối diện không. Cảm giác của hắn, của cô ấy, của mọi người quen biết hắn sẽ là như thế nào nếu như có một ngày chồng của cô ấy nói rằng đấy là người yêu cũ của em mà. Thế nên chúng ta cần phải sống thật tốt, không những vì cho bản thân ta, cho gia đình, người thân, mà còn cho cả những người yêu thương đã từng thuộc về ta. Tôi tự thưởng cho mình một ngụm cà phê vì triết lý nhân sinh mà mình đã nghĩ ra. Anh hiểu rồi, cảm ơn em. Hắn ngước lên nhìn tôi, tâm trạng có vẻ tốt hơn. Chưa hẳn hắn đã hiểu hết ý tôi, nhưng tôi biết đã có chuyển biến trong hắn. Tôi nhìn hắn khẽ mỉm cười, rồi cả hai lại rơi vào trầm tư. Rời khỏi quán cà phê, tôi rút điện thoại ra và nhấn số. Ừ, tớ đây. Phía bên kia vang lên giọng một cô gái. Đã quen với nếp sống mới chưa? Tôi cười hỏi lại cô gái. Cũng thích nghi dần rồi, 2 năm mà có nhiều thay đổi quá. Giọng cô gái thoáng buồn, tôi hít một hơi dài rồi dứt khoát. Tớ vừa ngồi với lão, những năm qua lão luôn sống trong giày vò, lão vẫn không quên được cậu. Đầu máy bên kia im lặng, tôi cũng không biết nói gì nữa, nhưng tôi cảm nhận được những dòng cảm xúc của cô gái bên kia. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Một lúc sau tôi mới nghe tiếng của cô ấy, giọng hơi run run. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng rồi cúp máy. Tôi giang tay ra, hít một hơi thật sâu, như muốn ôm trọn cái không khí se se nhẹ nhàng của buổi chiều thu này. Cái không khí này luôn làm người ta có một chút nhớ thương nhẹ nhẹ. Tôi vẫn còn nhớ tình cảm tôi dành cho hắn, nhưng định mệnh an bài tôi và hắn không phải là của nhau. Có lẽ chúng tôi chỉ là một đôi tri kỷ, chứ không phải là một đôi thanh mai trúc mã như tôi hằng ao ước. Dứt khoát buông bỏ và giúp hắn nhìn ra vấn đề giữa hắn và cô ấy, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Tôi không quan tâm vì lý do gì họ chia tay nhau. Tôi cũng không quản họ đã có những sai lầm gì. Chỉ là nếu còn yêu nhau thì tại sao không quay lại với nhau? Hai người còn yêu nhau chỉ là vướng rào cản tâm lý. Tin đồn cô ấy chuẩn bị cưới là tôi đưa ra, vì tôi tin nó sẽ giúp họ phá bỏ lớp rào cản ấy đi. Tôi đã làm hết sức rồi, chuyện còn lại là của hai người bọn họ. Tôi lại lang thang giữa phố phường, đã lâu lắm rồi mới lại lang thang buổi tối như thế. Nước mắt kẽ rơi, nhưng không có đau, chỉ thấy lòng thanh thản. Hạnh phúc của kẻ thứ ba, nghe thật cao vời. Và tôi tin chắc cũng chẳng có thứ hạnh phúc ấy, chỉ là không còn những phút giây nghẹn ngào nữa. Hãy thật hạnh phúc, anh nhé.
Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn hãy nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những tâm sự sáng tác của mình đến với chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi đến địa chỉ email blogradio@vnaplus.vn. Các chương trình được cập nhật hàng tuần trên chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.